trang như đầu clip đầu tiên chúng ta sử dụng combo logic. Anh sẽ để link cài đặt ở dưới như ta. Các bạn có thể lấy lên nó và action rồi insert đưa link như này và insert cài đặt. Và như cài đặt ra sẽ có phần này. Đầu tiên và tiến hành cho video gốc vào. Em đã nói chưa mình video để tiếp tục dần để bên này bắt các bộ máy bắt lên đây là người xem rồi chúng ta tiến hành chạy. Đã chạy xong. Chúng ta sẽ chạy xong. Đây là dữ liệu chúng ta sẽ chạy xong. Chúng ta sẽ chạy xong. Đã tạo ra bốn hình như này. Bốn hình như này là cho chúng ta chọn bên này. Chúng ta chọn 2. Nếu chúng ta chọn 3 nó sẽ được 9 hình. 3 dọc 3 ngang. Ở đây mình sẽ chọn 2. Này, sau khi này xong, chúng ta sẽ qua phần tan lấy phần để lấy miêu tả video hình ảnh. Có đây một hình ảnh bất kỳ đưa vô. Phần mềm sẽ tự động web lý tả cho chúng ta. Đây là lý tả của đề. Chúng ta tiếp tục gọi email, to email. Và chúng ta sẽ chọn điện loại sẽ là cấp học của tính năng trên thêm lại internet. Internet ở đây mình sử dụng thêm đi. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu về sử dụng các internet khác. Ở đây mình sử dụng hai cái này để mình thử nghiệm. Sau khi được thì cho vào thì mình bắt đầu tiêm chạy.
Ok, chị xem, cho em nhận. Nếu lúc bận chị ơn, thì bạn có thể chạy lại. Ok, có đợi của anh ấy. Cho nó một xíu lúc này, cái chỗ đây. Để giữ lại cái đồng bộ của bạn. Cung mặt. Cô bác có biết được lúc là phút và chúng ta sẽ nó chạy. Khi chạy xong, chúng ta ra qua đây, chúng ta thấy ở viết đây, và nhấn sang đổi chọn. Ok, chuyển đổi sang chúng ta qua là phần trên bộ logic là chúng ta đặt lại video video. Nhận ra thằng này thì lúc nãy mình để là 2, nhưng bây giờ mình có đặt là 2 để cho nó tách mấy cái tách bốn cái hình đó ra làm toàn hình riêng lẻ. Bây giờ đây là 2 nha. Đã chạy xong, sau khi đã chạy xong, đây, chạy xong. Sau khi chạy xong, chúng ta mở phần mềm. Xin này, phần mềm này mình cũng sẽ để dưới phần download để mọi người tải. Xin này, mở xin này lên. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến fan và cây. Fan chúng ta bỏ vào phần video. Cây chúng ta bỏ vào một cây. Sau đó chúng ta tiến hành chạy. Nhớ là chạy tất cả các phần đây. Từ xong thứ ba. Nếu vì đây các bạn dạy hơn thì ta phải có số thứ tự lớn hơn, như là 4 lần sau thôi. Thì chúng ta chạy tất cả. Sau khi chạy xong folder 1, chúng ta qua folder 2 nha. Đã xong rồi, sẽ đi qua cái đơn một cái chạy. Cho em tắt mở. Chúng ta tắt mở lại để và cái đơn tắt. Đây rồi. Quay vào video. Ok. Ok.
hay là có một cái là không có được không được không được không được không ở đây mình đã trả hết tất cả ba tập bốn folder này ta có thể xem cái bỏ qua là phần mềm số lúc năm để phân tạo có để nguyên sau đó các bạn bấm vào phần đi bây giờ phần mềm sẽ tự động nói cái file là với nhau. Sau khi phần mềm được xem, ta sẽ được một cái file output. Hình như cái file output của tôi là bị sai rồi. Nó không thể nối được tất cả các file lại. Nên mình phải nâng tay. Để nối được, mình sử dụng cấp cút. Tôi sẽ mở cấp cút lên các bạn rồi nhập tình lên đường dẫn của folder. Đây là những cái file được tôi nhớ. Mà chúng tôi là đánh cho đây sang cái tên lấy xong ok bây giờ chúng ta sẽ thêm nhọt để thêm nhọt ta lấy trên đường góc. Let's do the để video ok hơn là các bạn có thể sử dụng mềm như là AE để chỉnh ứng các thứ khác. Năm nhận được một lần mình sắp tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.